trong hành trình không ngừng nỗ lực mang tới những sản phẩm chất lượng cao cho các golfer tại Việt Nam, HandyGolf đã chọn thành phố Hải Phòng làm điểm đến tiếp theo để đặt cửa hàng. Với diện tích khoảng 100m², cửa hàng HandyGolf nằm ngay trong khuôn viên của sân tập golf Five Horse Golf Club tại số 1 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Tại đây có hàng trăm sản phẩm từ quần áo, nam, nữ đến các phụ kiện như bóng golf, mũ, xà cạp. Với đa dạng, màu sắc, kích cỡ, các golfer có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất khi lên sân. HandyGolf Hải Phòng sẽ là địa chỉ tin cậy, mang đến những sản phẩm mới nhất, chất lượng và uy tín, chắc chắn sẽ làm hài lòng các golfer khó tính nhất. Ra thì cũng rất là vui mừng, bởi vì trước đây thì chúng tôi cũng có thể, nếu như một số cái sản phẩm handy mà chúng tôi có thể muốn mua ấy, thì thường là phải đi ra mua trên mạng hoặc là mua trên một số các cái, phải đi sang một xác định khác. Tuy nhiên hiện nay thì đến ngày hôm nay thì handy cũng đã khai trương một cái hiểm tại Hải Phòng. Đây là một cái rất là nhựa đối với Hải Phòng cũng như anh em chúng tôi cũng rất là tiện lợi cho cái việc mà sử dụng cái sản phẩm handy này. Khi handy mà chọn Hải Phòng cũng có cái chủ ý là được hiểu hơn, được gần gũi hơn đối với các golfer Hải Phòng để đưa ra những cái thiết kế sao cho phù hợp với con người cũng như là mảnh đất này. Đánh dấu sự kiện quan trọng này là giải golf mừng khai trương HandyGolf tại sân Sonobel Hải Phòng. Giải đấu có sự tham dự của 144 golfer là các khách mời đến từ nhiều câu lạc bộ ở Hà Nội và Hải Phòng như câu lạc bộ G20, câu lạc bộ Happy, câu lạc bộ Họ Đào, câu lạc bộ Five Horse, câu lạc bộ Vinhome hay câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ. Nhân cái ngày khai trương của Handy ở tại Hải Phòng, tôi xin có một cái lời chúc cho hãng Handy là ngày càng phát triển. Với giải đấu này thì Handy muốn mang đến các cái trang phục mà ít các cái giải đấu khác họ vì lý do nào đó quan ngại họ không dám trang bị những cái trang phục là gồm cả quần cả áo và tất cả những cái sản phẩm mà Handy làm được thì đều mang ra để tặng cho các golfer nhằm mục đích là cái gì cũng phải để cho khách hàng của mình được trải nghiệm. Và sau tất cả cái trải nghiệm đấy thì họ mới biết đến là cái chất lượng sản phẩm của Handy nó cũng đang dần từng bước đạt được những cái chất lượng cao nhất. Các golfer thi đấu được chia làm 3 bảng A, B, C theo thể thức đấu gậy tính điểm net theo handicap ngày. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, golfer Lã Quang Thành đã giành giải nhất bảng A, golfer Nguyễn Minh Tuân giành giải nhất bảng B và golfer Phùng Minh Hải nhất bảng C. Cùng với đó, ban tổ chức đã trao giải nhì ba các bảng và nhiều giải kỹ thuật khác. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, các sản phẩm cao cấp về đồ golf, HandyGolf luôn khẳng định uy tín và chất lượng trong từng sản phẩm, nhằm mang đến những giá trị cốt lõi cho bộ môn golf nói riêng và cho ngành thể thao Việt Nam nói chung.